Kính chào quý khách đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Fernie By. Trong video lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu sofa FB090701. Sản phẩm được thiết kế với một chiếc ghế băng 3 chỗ ngồi, hai bên tay vịn của sofa bản thấp và dốc. Kết hợp với đó là phần nâng tựa có bản nề gật gù, giúp bạn điều chỉnh theo tư thế ngồi. Bộ sofa có kích thước cơ bản chiều dài là 2m1, chiều rộng là 80, chiều cao là 90. Lòng sâu của ghế là 55, khoảng cách từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là 40. Đi kèm cùng chiếc ghế băng đó là một chiếc đơn thông minh có kích thước là 60x80. Bộ sofa được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý và đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình sử dụng. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút dày dặn và êm ái. Bên ngoài được bọc bằng một lớp da màu nâu nhập khẩu Hàn Quốc loại tốt, không chỉ mang đến sự êm ái mà chúng còn có độ đàn hồi rất là cao. Với một bộ sofa có thông tin cơ bản như trên, Fernie By hiện đang bán với mức giá chỉ 9 triệu. Ngoài ra, quý khách có thể tùy chỉnh bộ sofa khi đến với dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Tại Fernie By luôn sẵn hơn 400 gam màu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn. Nếu bạn muốn tham khảo các sản phẩm khác, có thể truy cập website fernieby.com. Mỗi ngày, Fernie By đều cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video bổ ích về việc mua sắm và sử dụng đồ dùng nội thất thế nào cho hợp lý. Hãy like và đăng ký kênh của Fernie By để theo dõi nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.